Hello anh em, chúc anh em cuối tuần vui vẻ nha. Anh em thấy ở đây có nhiều đồ đúng không? Thì mình đã có dùng sản phẩm này được khoảng độ hơn một tuần rồi, thì mình mới mang ra review cho các bạn. Đây là cái bộ mà gaming gear để dùng mình stream hàng ngày trên kênh YouTube của An Phát Công Tơ mỗi 4 giờ. Anh em nào mà thường xuyên theo dõi thì nói chung là hôm nào mình cũng giới thiệu. Nhưng hôm nay mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn về từng sản phẩm một. Thì đầu tiên mình muốn nhắc tới con chuột. Đây, anh em có thể nhìn thấy cái vỏ hộp mình đang có ở đây. Pulsefire Sugar. Với cái trình độ tiếng Anh nó đỉnh cao như mình thì mình không biết là mình đã đọc đúng hay không. Tuy nhiên thì đây là một con chuột với mức giá mình thấy là nó tương đối hấp dẫn. Về cái form dáng của chuột này, nó thuận cho người, dành cho người thuận cả tay trái lẫn tay phải, nên dù bạn có thuận tay nào thì dùng con chuột này đều rất ok. Thì con chuột này sử dụng cảm biến đến từ Pixar. Đây, cảm biến có ghi luôn đây, các bạn hoàn toàn có thể đọc được thông tin trên vỏ hộp. Cảm biến là Pixar 3389 và sử dụng switch, chuột trái chuột phải đến từ Omron, nên cái phần độ bền này các bạn không phải lo lắng khi sử dụng mẫu chuột này. Ngoài ra thì đây, anh em nhìn thấy xung quanh ở đây, đây chính là đèn led RGB có thể điều chỉnh qua phần mềm. Mức giá mẫu chuột này tương đối rẻ thôi, nó chỉ rơi khoảng độ loanh quanh mức giá 1 triệu mà nó được như này, một sự lựa chọn phải nói là vô cùng hợp lý. Bên trái bên phải có nút back forward và giữa đây nút chuyển đổi cái DPI giúp các bạn kiểu tùy chỉnh độ chuột độ nhạy theo ý muốn của bản thân. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang phần đây. Đây mẫu bàn phím. Đây cũng là mẫu bàn phím mà mình đã từng giveaway cho anh em rồi. Đây anh em nhìn thấy tên Hyper Android Origin Core. Đây mẫu bàn phím TKL. Đấy. Không cụ phím số ở đây. Thì đây cái vỏ nhôm này này, vỏ nhôm này được làm trong gọi là theo như hãng mình đọc thì thông tin ấy, thì đây là vỏ nhôm kiểu làm cho máy bay ấy, nên kiểu cảm giác cầm thứ nhất ấy nó không hề nặng một chút nào cả. Tất nhiên là kim loại nó vẫn nặng rồi, những kiểu nó không nặng như mình nghĩ ấy. Mình cầm vào mình rất ngạc nhiên, mặc dù vỏ là kim loại nhưng mà cái cảm giác cầm rất tốt, nó rất chắc chắn kìa, không hề có cảm giác gò bẹp. Và cái mẫu bàn phím này sử dụng Red Switch, thì Red Switch này thì không phải đến từ Cherry hay bất kỳ một hãng nào cả. Đây nó giống như kiểu là một Switch gọi là đến từ bên phía Hyper tùy biến riêng thôi, thì gọi là Layer, dành cho bạn nào mà giỏi tiếng Anh như mình ấy, thì Layer giống như bộ đường thẳng. Đấy, cơ chế của Red Switch nó cũng vậy thôi, theo đường thẳng ấn xuống và nhận xong, đấy kiểu kiểu như vậy. Và cái mẫu bàn phím này cũng rất nhiều tùy chọn chế độ chỉnh LED RGB và phần mềm đồng bộ con chuột luôn. Đây cũng là một trong lý do mình lựa chọn cái mẫu combo này. Thứ nhất là mình thích sự đồng bộ mà. Rồi, phần mic. Đây là mic. Đây, vỏ hộp đây. Để mình lấy vỏ hộp cho anh em nhìn nhé. Để cho anh em nhìn cái phần vỏ hộp nó hợp lý hơn. Đây, mình sẽ để sản phẩm như này. Đây, Hyper QuadCast. Anh em, không biết anh em đánh giá sao về các loại kiểu mic để dùng cho stream. Anh em có thể dùng nhiều hãng. Tuy nhiên, mình vẫn lựa chọn cái mic đến từ Hyper. Thứ nhất bởi vì cái mic này nó rất tiện, dây nó rất dài, mình có thể nối đi các nơi. Ngoài ra thì cái mic nó hỗ trợ kiểu cắm tai nghe nữa và kiểu các cách tùy chỉnh này, nên lượng âm thanh anh em có thể tùy chỉnh trái phải đều được, tức là muốn nghe bên trái to hơn, bên phải to hơn hay nghe ở giữa, bắt giữa đều rất tốt. Khả năng bắt âm của cái mic này rất ổn. Ở trên đầu này mình thích một điểm nữa, đó chính là cái nút tắt âm lượng. Đó, anh em chỉ cần chạm nhẹ thôi tắt âm lượng. Thì cái hôm đầu tiên mình có sử dụng ấy, mình phải chia sẻ thật với anh em, do mình không biết sử dụng ấy nên mình cứ chạm nhẹ vào nên thi thoảng mất tiếng phát. Đây là một điểm khá thú vị trên mẫu mic đến từ HyperX này. Rồi chúng ta sẽ đến cái phần gọi là phần cuối cùng đi. Phần cuối cùng mình đang có ở đây, đây là mẫu tai nghe. Anh em nhìn mẫu tai nghe này quen không? Quen đúng không? Bởi vì mình đã từng làm về cái mẫu tai nghe này rồi. Đây, HyperCloud Alpha S. Đây. Đấy, anh em có thể nhìn thấy. Để mình sắp xếp gọn vào cho anh em dễ nhìn hơn. Đây, cái mẫu tai nghe này thì lý do mình chọn ấy, bởi vì mình đã chọn tất cả các sản phẩm đến từ Hyper rồi. Tại sao cái sản phẩm cuối cùng lại không đến từ Hyper nữa? Thì cái mẫu tai nghe đến từ Hyper thì nó tối ưu rất nhiều cho các bạn chơi game. Ở ngoài kia mình đang ngồi làm việc, mình cũng sử dụng một mẫu tai nghe Hyper như là Cloud Alpha bình thường thôi, mình không nhớ rõ tên lắm. Thì cái điểm đặc biệt của cái mẫu tai nghe này, đây, nó chỉ là nằm ở đây. Đây, cái dây này là dây của bàn phím nhá, dây bàn phím USB Type-C. Đây, đây một cái sao cạc hỗ trợ giả lập âm thanh 7.1. Thì với âm thanh 7.1 ấy, nó sẽ dành cho các bạn kiểu chơi game nghe tiếng bước chân nó mượt mà hơn. Đấy, kiểu kiểu như vậy. Còn nếu như anh em muốn mà nghe kiểu review chi tiết về cái mẫu tai nghe ấy, thì đường link mình sẽ để ở phần mô tả video. Bởi vì nếu mà nói chi tiết ấy, thì video sẽ phải dài thêm chừng khoảng ít nhất phải 5 phút nữa đấy. Rồi, chúng ta sẽ để gọn đây. Nếu như anh em quan tâm đến các sản phẩm của HyperX thì đường link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Và như mình đã nói, lý do mình chọn thứ nhất là sự đồng bộ, và cái thứ hai đó là mình thấy kiểu nhiều game thủ cũng sử dụng bộ combo chơi game kiểu stream game mà Hyper, thì mình cũng lựa chọn thử và sử dụng như nào, và mình thấy nó rất đáng để có thể lựa chọn. Mà các bạn thích thì có thể lựa chọn như mình để tập làm streamer chẳng hạn, thì các bạn cứ đến với kênh YouTube của An Phát Computer vào 4 giờ chiều hàng ngày, từ thứ hai thứ bảy chiều chủ nhật ra. Thì đấy, nếu các bạn muốn hỏi thêm bất kỳ các sản phẩm nào nữa thì mình sẽ trả lời ở trong những cái buổi livestream như vậy. Ok, thì các bạn nhớ bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của An Phát Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau. À, và đừng quên một điều rằng mặc dù ở thời điểm này là hàng rất khan đúng không, nhưng các bạn tới mua hàng ở An Phát giá không đổi, cùng với đó chúng mình sẽ hỗ trợ trả góp 0%. Bye bye anh em.